ពូលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលឃើញនេះវាកើតចេញពីម្ពងមួយដែលវាភ្លឺរហូតអត់អស់លុយថ្លៃភ្លើងមករៀលទេដោយសារតែវាចាំងពន្លឺធម្មជាតិចូលផ្ទះតែម្ដងហើយបើនាំគ្នាដាក់វាជាថាជួយទាំងបាក់ឋានជួយទាំងលុយថ្លៃភ្លើងជាពិសេសសម្រាប់កន្លែងធ្វើការតែម្ដងដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេ ជាមួយនឹងBZ Visor នេះជាអំពូលមកប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុនSolar Tube ដែលគេរចនាឡើងឲ្យភ្លឺដោយមិនចាំបាច់ប្រើភ្លើងទេហើយគ្រាន់តែប្រើចំណាំងផ្លាតរបស់ប្រតិទិនចាស់មកតាមបំពង់ពិសេសដែលគេធ្វើឡើងពីកញ្ចក់ឲ្យក៏សារធាតុចាំងផ្លាតនៅក្នុងបំពង់គេនឹងមកហើយប្រិចពន្លឺនោះកាន់តែភ្លឺបន្ថែមទៀតរបៀបដែលគេតម្លើងគេដាក់ក្បាលបំពង់ទាញពន្លឺពិសេសគេនឹងនៅលើដំបូលអញ្ចឹងទៅហើយច្បាស់ដល់ហៀងបំពង់កញ្ច
đó là anh phú cái miền ấy bật ở đôi chiều phú mà dừng chẳng tới thì nó bên này đọc nia và hai chị kịch hà thời gian về phư tập về thứ ngày tại tập về giúp ọt phư về ăn tết về ọt bàn phư chẳng tới trong bữa trẻ than nó không nắng cái miền đã côn số lá tối tối chăm sâu phư nó hình xòm tụ thì nó về giúp ở thời phở ai phở lưng thầm tham ở phư bán còn tha lớn nó dừng ở ai tiền vô tập phở ấy khéo bàn tờ phư đứng tì vì miền phải giao kháng sự nghiệp cái lại chỉ chở tại phở bạn đã uôi ở đã bây giờ miền phư thom chết cái đôi chỉ kháng tụ nến chỉ xét lại thừa cả để xa tại phía chở lúc lúc nơi cái lại ca nghĩa nhưng thơ tập về thứ ngày đã miền phư về tới đây nhắc về ai chui không hôn chỉ chở không ca cạnh thoi thay phơn mà gầm rất hay chui bạn than tiền tỏ vô chẳng nào đấy mở hỏi sự nghiệp ca phở bung phư bạn biết kết tháp và phở nơi sống dân là o đại tế hay bà miền nè trong miền nè từ lá trong vô từ lá nơi tia hay cô nơi ca giờ lại khung này để comment thích máu học cuốn chụp điểm lý chụp khné nơi video cầm อาชีพกรรมเป็นปัญหาหายกำปองสไนโรคดำน้ำสไลผู้เชื่องเจียวไว้ดาอาชีพกรรมระบบลูกแหน่กำปองเตอร์กาบีเซ็ตไวเซอร์ประดับจุนการวิธีครุกรงอาชีพกรรมตามประปอนคอมพิวเตอร์ละอ้อดักเกย์ขนมโปรตีกัมพูชี